Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị trợ cấp Tết Nhâm Dần 2022. Tham dự cuộc họp còn có đại diện các sở ngành và địa phương. Tại cuộc họp, Sở Tài chính đưa ra hai phương án chi tặng quà trợ cấp Tết. Trong đó, phương án 1 giữ nguyên đối tượng được hỗ trợ và mức chi hỗ trợ như Tết Tân Sửu 2021 với tổng kinh phí 237,7 tỷ đồng, tăng thêm khoảng 6,6 tỷ đồng so với Tết Tân Sửu 2021. Phương án 2 bổ sung thêm một số đối tượng được hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 239,9 tỷ đồng, tăng gần 8,9 tỷ đồng. Theo phương án 1 của Sở Tài chính, đối tượng được tặng quà trợ cấp Tết là người lao động đang làm việc tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ quan đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện, cán bộ công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cán bộ hưu trí xã đang hưởng lương phụ cấp, sinh hoạt phí thường xuyên tại Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn, công chức và những người làm việc trong chỉ tiêu biên chế và hợp đồng được giao tại tổ chức hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh. Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, người lao động tại các cơ quan, đơn vị hưởng lương theo ngành dọc từ ngân sách trung ương đứng chân trên địa bàn, lực lượng vũ trang, đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Với phương án 2, đối tượng được tặng quà trợ cấp Tết bổ sung thêm người lao động tại các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế, người lao động tại Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, lâu nay không thuộc đối tượng được trợ cấp Tết, cán bộ chiến sĩ, công nhân viên, phạm nhân tại trại giam Xuyên Mộc thuộc Bộ Công an quản lý. Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính rà soát các đối tượng được đề xuất chi hỗ trợ bổ sung theo phương án 2 trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt trong thời gian sớm nhất.